Phần này chúng ta sử dụng một cây gọi là radio button. Nhược điểm của một cái sử dụng một cái radio button này á, là nếu như cái danh sách của ta nó không phải là 3 món mà nó lên khoảng 2 30 món thì chúng ta sẽ không có cái diện tích để chúng ta bố trí nó. Hoặc là các cái checkbox cũng vậy. Các checkbox này, nếu mà cái số lượng thực đơn ta nó vượt lên trên 10 đi là cái việc bố trí của chúng ta nó trở nên rất là khó khăn. Ở đây nó chỉ có 4 thôi. Nhưng nếu số lượng này không phải là 4 mà nó là 20 hoặc 30, thậm chí 50 thì cái việc bố trí chúng ta là rất là khó. Để giải quyết cái điều này á thì chúng ta xem một cái ví dụ như sau. Đó là một cái ví dụ sử dụng một cái đối tượng mới là đối tượng listbox. Đây là một cái ví dụ mà mình sử dụng một cái listbox để hiển thị một cái danh sách dài. Đấy, ví dụ như hãy nhập ngày tháng năm sinh. Thì ngày ta có 30 ngày, từ ngày 1 cho đến ngày thứ 30, thậm chí là nó có đến cả ngày 31 nữa. Này chúng ta cho nó to chút. Chúng ta thấy là cái ngày nó có thể bắt đầu từ 1 cho đến 20 đấy, đến 31. Vậy nếu mà ta dùng một cái radio button hoặc là một cái checkbox á thì ta không thể nào mà ta thể hiện hết được cái số ngày này cũng như số tháng nó đến từ 1 đến 12 tháng đấy, nó không phải là số ít đúng không? Đó. Thì ví dụ này ta sẽ chọn, ví dụ chọn ngày 6 tháng 4. Tháng 4 năm thì nó quá nhiều nhưng ta sẽ nhập vào 1985. Dạ, xác nhận thì nó sẽ hiển thị ra một cái thông báo của listbox, nó là bạn sinh ngày 6 tháng 4 năm 1985. Chỉ để làm một cái ứng dụng của listbox cái này á, chúng ta sẽ mở một cái new project. Chọn một cái Windows Form Application. Chúng ta sẽ chọn size nó cỡ khoảng 20. Còn cái kích thước của cái form á, chúng ta cho nó khoảng 800 đến khoảng 600. Nó bề ngang có 800 còn bề bề cao này nó khoảng 600. Giờ chúng ta đưa vào một cái label. Đặt nó là hãy nhập ngày sinh. Ngày tháng năm sinh đấy của bạn. Rồi ta cho vào đây một cái group. Đây, group box. Mình tên của group này là ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh. Rồi thêm một cái label là ngày. Sinh ngày. Sinh ngày nào người ta sẽ liệt kê ra là 30 ngày, ta sẽ dùng một cái list list box đấy.
và để nhập các cái danh sách ở trong một cái listbox á, thì ta vào cái mục là item ở bên cái chỗ property của listbox này. Đấy, ở đây có cái dấu ba chấm này, kích vào đây ta sẽ nhập ví dụ ngày 1 này, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vậy ta nhập 31 ngày ở đây. Các cái ngày này nó cách nhau bằng gì? Một dòng. Đấy. Ghi này. One blank tức là một cái danh sách này thì một phần tử nó nằm trên một dòng. Cái danh sách này, một cái list box này nó có 31 phần tử và nó chiếm 31 dòng. One per line tức là một phần tử thì chiếm một dòng. Đây chúng ta có một cái list box này. Đấy. Ngày này còn tháng, tháng thì ta sẽ đưa một cái label tháng. Tháng bao nhiêu ta sẽ đưa vào một list box và cũng vào cái thuộc tính item của nó để ta chọn. Đấy. Nhập cái danh sách chúng ta tháng có 12 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Mỗi tháng nó nằm trên một dòng nhé, one blank. Và một cái nhãn là 5. Năm bao nhiêu ta sẽ dùng một cái text box. Đây, ta nhập 5. Cái này á là group này, group thì ta đặt tên nó là GGP. Ngày tháng năm sinh là birthday. Birth update chính xác là birth update. Birth update là ngày tháng năm sinh. Cái này là một cái label LBL. Ngày sinh ở đây. Chữ đây viết hoa nhé. Đấy. Cái này cũng là một cái label LBL man. Chữ M viết hoa. Cái này cũng vậy, cái này là L P L Y. Cái này là tháng nhưng mà ngày, ngày nhưng mà này là list box thì ta sẽ là LST. LST là cái tiền tổ của list box. Đây. Còn tháng là LST là một list box đấy. LST man. Giờ ta cần thêm một nút bấm nữa để xác nhận. Chúng ta nhập xong ta xác nhận. Ta gọi chữ xác nhận vào đây. Và cái này nó sẽ chính là gì? BSTN xác nhận. Đấy, confirm á. Bây giờ ta sẽ chạy chương trình. Đấy, ta có thể lựa chọn ngày 6 tháng 4 ở nhập năm vào 1985.
anh xác nhận thì nó không có gai gì hết, là bởi vì ta chưa có cái dòng lệnh khi mà ta ấn xác nhận này, tức là cái sự kiện ấn xác nhận này ta chưa viết code cho nó. Ta kích vào cái chữ xác nhận này, kích đúp vào. Thì trong cái thủ tục, trong cái đoạn lệnh mà viết cho cái đoạn khi kích kích click vào cái chữ xác nhận này, thì ta làm cái gì? Ta sẽ hiện một cái thông báo dùng cái lệnh msg pop này. Đấy, là sinh ngày, sinh ngày bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ đây, cái này trước này phải có một cái dấu ngoặc nữa. Đó, cho cái này ta sẽ nổi với cái ngày sinh. Ngày sinh ấy, để lấy được cái ngày sinh ấy, do người sử dụng chọn ấy, thì ta sẽ phải dùng một cái thuộc tính, nó gọi là thuộc tính select. Selected. Nhưng mà này, thuộc tính selected này nó của một cái đối tượng. Đối tượng mà danh sách các cái ngày sinh trong tháng, tức là LST man lay á. Đây. Các ngày sinh, các cái ngày của một tháng 30 ngày đó, là ST day. Nhân với cái thuộc tính của nó là cái thuộc tính selected item. Đây, selected item này. Cái thuộc tính này nó sẽ cho biết là tên của cái phần tử mà được lựa chọn ở trong trong cái danh sách list day này này. Sau này nối tiếp với một cái dòng là tháng. Đây. Đấy. Cách ra vậy, nối với cái tháng, cái tháng bao nhiêu là do người sử dụng chọn, và chúng ta muốn lấy nó ra thì ta phải lấy cái tên của cái đối tượng, cái danh sách tháng rồi đó là list month này. Đấy. Xong lại cái đối tượng mà người ta chọn là nó có cái thuộc tính là selected item. Đấy. Xong lại nổi với cái phần gì nhỉ, phần năm, ra mình gọi chữ năm vào. Đấy. Năm này là phải, sau cái năm là hiển thị cái năm của cái người đó nhập vô. Để mà năm thì nó ở ở txt. À, ta chưa có đặt cái đoạn này, một cái tag box thì nó sẽ là txt year, một cái txt year đây. À, và lại cái thuộc tính tag của nó. Vậy sau là lệnh này, bây giờ ta chạy cái chương trình ấy, thì ta sẽ thấy rằng là ta chọn ngày 6 tháng 4 đi. Năm 1985. Đã xác nhận này. Đó, thì nó sẽ ghi vào là sinh ngày 6 tháng bộ năm 1985. 6 và chữ tháng nó gần nhau quá, đúng không? Đấy. Cách ra là chút này. Đó. Chữ ngày viết hoa đi. Đây vậy. Viết qua dấu. Về ta chạy lại. Chọn ngày là ngày 6 đi. Tháng 4 này, năm 1985. Đấy. Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1985. Đấy. Để ta chọn ngày khác, vì tầm 6 chẳng hạn. Thì nó sẽ là 6 tháng 4 năm 1986. Đấy. Nhưng mình thích 1985 hơn, nên mình để như vậy. Đấy. Sở dĩ mình chọn cái ngày mùng 6 tháng 4 đây năm 1985 là bởi vì cái ngày này là ngày sinh của mình. Bây giờ ở trong cái phần này ta đã coi cái thuộc tính nó gọi là Selected Item. Đấy. Cái thuộc tính này á, nó sẽ đi cùng với cái danh sách. Đấy, thì ta có một cái danh sách list đây. Sau đó muốn biết là người sử dụng chọn cái phần tử nào á, thì chúng ta dùng cái thuộc tính là select item để ta lấy phần tử đó ra. Đó.
Ngoài ra thì nó còn có một cái thuộc tính nữa, nó gọi là thuộc tính đếm số lượng phần tử. À, ví dụ như là trong cái phần tử đầu tiên á, thì ta muốn biết cái phần tử mà chứa các cái ngày á, ta muốn xem nó có bao nhiêu phần tử á, thì ta sẽ dùng cái lệnh là lst, là lấy cái đối tượng ngày rồi đó. Rồi chấm ta dùng cái là cái danh sách là list day này. Đấy, sao dùng cái thuộc tính là item của nó, item này, đây thuộc tính item này. Và trong cái item này á thì nó còn có những cái thuộc tính nhỏ, ví dụ là số lượng count này. Đấy, mình chọn là list day chấm item chấm count, thì nó sẽ cho ta cái số lượng là phần tử ở trong cái danh sách list đây này. Đây là cái tên của cái danh sách. Đấy, và đây chính là cái thuộc tính nó cho phép ta biết được là danh sách list đây này nó có bao nhiêu phần tử. À, và để hiển thị để biết cái này ta sẽ dùng một cái lệnh hiển thị là msbox, đúng không? Và ta bỏ cái hộp phía trên này đi. Đấy, ta chỉ hiển thị cái dưới này thôi. Thì bây giờ ta chạy chương trình, ta xem cái này là có 31 phần tử đúng không? Ta ấn cái xác nhận này. Đấy, nó sẽ ra là 31 phần tử. Đây là của cái list đây á, của cái book mà nói về ngày á. Còn nếu như mà ta thay cái list đây này bằng cái list month đi, tức là trong danh sách tháng á, thì nó sẽ cho ta là 12 tháng. Này, ấn xác nhận nó là 12 này. Vậy để biết là trong một cái danh sách có bao nhiêu phần tử á, thì ta dùng một cái thuộc tính của nó là item chấm count. Ngoài ra thì một cái danh sách á, thì nó còn còn chữa là một cái ví dụ trong trường hợp này này, thì ta chỉ chọn được một thôi, đúng không? Một, không thể chọn được hai. Đấy, chọn được một duy nhất, một một ngày và một một tháng, không thể chọn hai được. Đó. Cái này nó tương đương với một cái gì nhỉ? Tương đương với ta dùng một cái tương đương người ta dùng một cái gọi là hộp đây, cái đối tượng là variable bound. Cái variable bound người ta cũng chỉ chọn được một thôi đúng không, không thể chọn được hai. Đấy. Nhưng mà cái nhược điểm của variable bound là ta khi mà cái số lượng nút bấm phải chọn á, cái tùy chọn ra nó nhiều lên á, thì ta không có cách nào bố trí. Thì cái list box này nó hỗ trợ ta rất là tốt trong cái việc mà lựa chọn một cái danh sách mà ta chỉ chọn một thôi, nhưng mà cái danh sách nó dài á, dài thì cái việc bố trí đối với một list box á, nó rất là thuận tiện. Và để mà cho cái chế độ mà chỉ chọn được một mà không chọn được hai á, thì đối với một list box á, thì ta phải có một cái điều chỉnh ở cái chế độ đây. Chỗ này nó là selection mode, tức là cái chế độ lựa chọn, thì ở đây ta chọn là một one one. Đấy. Đây nó có giải thích là cái chế độ này nó là biểu thị cho cái list box này nó ở cái trạng thái chọn single á, nó lựa chọn đơn tức là chỉ một á, hoặc là multi select tức là chọn được nhiều á. Rồi. Nếu mình chọn là one á thì nó chỉ chọn được một người sử dụng, chỉ được chọn một trong cái danh sách ấy thôi. Và như vậy nó chính là một cái trường hợp mở rộng của cái sử dụng variable bound này, đúng không? Là một cái phát triển đi lên của variable bound. Còn một cái checkbox á, thì ta được lựa chọn là nhiều đúng không? Một cái checkbox đây.
Người ta có thể lựa chọn được một lúc là nhiều nhiều hơn một, người ta có thể check nhiều cái. Đó. Thì để mà một cái list box này nó cũng có cái tính năng tương tự như một cái checkbox á, thì ở cái mục thuộc tính là đâu, cái thuộc tính này này, selection mode này á, thì ta sẽ lựa chọn nó là multi symbol. Đấy, multi symbol thì ta sẽ lựa chọn được nhiều. Đây, lựa chọn được 2, 3, 4, vân 5. Đó. Thì ta chọn được nhiều cái phần tử, đúng không? Còn đối với ở đây nó có thêm một cái chế độ là multi extended. Đấy, multi extended. Cái này nó cũng chọn được nhiều. Nó giống như multi symbol vậy đó. Đấy. Đấy. Nhưng mà để chọn nhiều ta phải dùng thêm một cái phím là phím control. Đó. Đấy, các bạn ấn cái control á, ấn các cái này thì nó sẽ chọn. Còn nếu mà mình bỏ không ấn control á thì nó sẽ chọn được một thôi. Như vậy á là nếu như mình lựa chọn hai cái chế độ sau này này, multi symbol hoặc là multi extended này này, thì cái một cái list box nó chính là một cái checkbox, nhưng mà nó có thể cho phép chữa được nhiều cái checkbox ở bên trong á. Còn nếu như mà mình chọn one này, chế độ one á, thì nó chính là một cái variable button. Đây là một cái này này. Đấy. Cho nên người ta gọi là một list box chính là một cái sự phát triển của checkbox hoặc là radio button. Tùy theo cái chế độ ta lựa chọn là như thế nào. Đó. Và trong này, trong cái chế độ của một list box này này thì nó có một cái chế độ nó gọi là chế độ none. None là ta không có chọn được gì hết á. Yeah, nó không cho ta chọn. Đấy. Không chọn được cái ngày nào. Gọi là không chọn được một cái phần tử nào hết.